Cùng i Channel tìm hiểu về camera hành trình là gì, lắp đặt camera hành trình đem lại lợi ích như thế nào. Camera hành trình còn được gọi là thiết bị giám sát hành trình hay camera giám sát hành trình là hệ thống camera giúp lưu trữ các thông tin ghi được trên suốt quá trình xe lăn bánh. Ngoài ra, camera hành trình còn có khả năng quan sát xung quanh với góc quay rộng, hỗ trợ cho việc lái xe an toàn cũng như tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra như vậy có thể hiểu camera hành trình đơn giản là một chiếc camera ghi lại hành trình của xe có kết hợp các chức năng lái xe an toàn vậy có nên lắp camera hành trình cho ô tô xe máy đối với bất cứ phương tiện nào khi tham gia giao thông cũng cần phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu vì thế việc sử dụng camera hành trình đối với những loại phương tiện phổ biến như ô tô xe máy là điều rất cần thiết bởi nó giúp đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và các phương tiện, như đã nói ở trên tình hình giao thông ở Việt Nam hiện nay khá phức tạp. Mật độ và số lượng các phương tiện tham gia giao thông đang tăng một cách đột biến, nhất là lượng ô tô ở Việt Nam. Vì thế, cần thiết phải có có một thiết bị giám sát hành trình giúp ghi lại toàn cảnh hành trình mà xe đi qua. Giúp người lái xe chủ động trong mọi tình huống, chức năng cảnh báo của camera hành trình cũng là một cách để nhắc nhở giúp người lái xe tuân thủ đúng luật giao thông. Hạn chế tối đa việc bị phạt do vi phạm, sử dụng camera hành trình còn giúp ghi lại những khoảnh khắc. Những kỷ niệm đáng nhớ trên mọi cung đường, nhất là đối với các phượt thủ, những người đam mê du lịch. Trên đây là những thông tin cơ bản về camera hành trình mà NGAYDEM.vn đã giới thiệu đến các bạn. Giúp các bạn một phần nào đó hiểu rõ hơn về thiết bị giám sát hành trình này, nếu như các bạn chưa lắp hệ thống camera hành trình cho phương tiện của mình thì hãy nhanh chóng lắp ngay nhé, bởi nó sẽ giúp đảm bảo cho những hành trình của các bạn luôn được an toàn. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7, vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.